Pixeler là một hệ thống giúp bạn quản lý nhiều sàn, nhiều shop trên cùng một màn hình, giúp bạn đăng bán sản phẩm, xử lý đơn hàng, quản lý tồn kho một cách hiệu quả. Qua Pixeler, bạn có thể sử dụng tính năng di chuyển để sao chép gian hàng bằng một cú nhấc chuột. Ngoài ra, bạn có thể thêm khung ảnh để sản phẩm tự động và chạy chương trình khuyến mãi. Sau khi khách mua hàng, đơn hàng sẽ đồng bộ tức thời đến Pixeler. Bạn có thể kiểm tra và xử lý tất cả các đơn hàng. Khi tồn kho thay đổi, hệ thống sẽ tự động đồng bộ tồn kho đến các gian hàng tức thời để tránh tình trạng bán quá mức, tránh tình trạng bị xử phạt, nâng cao uy tín cho shop. Bạn còn có thể tùy chỉnh phiếu gửi hàng và phiếu xuất hàng để nâng cao hiệu quả và tránh nhầm lẫn trong việc lấy hàng. Ngoài ra, Pixeler còn giúp bạn quản lý kho cực kỳ hiệu quả và khắc phục các vấn đề về quản lý kho. Bạn có thể in mã vạch, tạo phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, chuyển hàng giữa các kho và kiểm kho định kỳ. Pixeler còn có thể giúp bạn thống kê các báo cáo doanh thu tự động, đưa ra ý kiến đặt hàng dựa theo doanh số bán hàng để quản lý quy trình đặt hàng có hệ thống và hợp lý hơn. Bạn còn chần chờ gì nữa, hãy bấm kết nối gian hàng để bắt đầu kinh doanh với Pixeler nhé!